bây giờ là khoảnh khắc quan trọng, mình không còn cái quyền gì nữa. Bây giờ người đẹp ta có quyền, ta có gọi mình hay không. Mời hai em xuống đây như vậy. Chờ đón xem Khánh Quân và Kim My có kết nối và cùng hòa nhịp đổ rung tần số tình yêu của họ hay không. Bạn có muốn nói lời nói nào dành cho Kim My không? Nếu em chọn anh, tối nay anh sẽ chở em về quán, pha cho em một ly soda 2 tầng cùng chơi với mèo. Kể với cái Quân, giờ quan trọng là bé có chịu đi rước mèo không? Mời Quân đưa cái điện thoại lên đằng trước, đếm ngược cái coi nè. 10 9 chậm thôi 8 7 6 5 4 3 2 1 và tần số tình yêu xuất hiện tín hiệu rồi. Nghe. Alo. Không biết cảm giác của Quân như thế nào khi My gọi. Quân là một người bên ngoài rất là vui vẻ, rất là hay nói thôi. Khi mà Quân quen một người nào đó hay là đi chơi với người đó thì Quân rất là ít nói. Thôi bỏ điện thoại quay lại cho người ta đi. Đón người đẹp lên nào. Rồi đón lên đây. Nói cái gì rồi? Dễ thương quá, đẹp đôi quá. Em thấy bạn rung quá. Em rung theo luôn. Ôm cái cho bớt rung được không? Dạ được. My, cảm xúc bạn sao nè? Cái rung hơn. À, hồi hộp lắm hả? Rung còn quá. Quân ơi, hình như là lâu lắm rồi bạn không có tiếp xúc với một cô gái nào hay sao á? Dạ đúng rồi. Em có quen một mối tình, là mối tình đó năm em 17 tuổi cơ, cũng là 7-8 năm rồi. Cảm xúc của tình yêu chân thật nó dễ thương và đáng yêu lắm. Hãy trân quý những khoảnh khắc này. Dạ. Nắm tay nhau nè. Chúc mừng hai bạn thành được một đôi rồi chị ơi. Được đâu rồi. Nhiệm vụ của chị Hương nè. Bây giờ em nói một câu gì để Nghi cảm thấy an toàn để gọi cho em? Là mỗi khi em buồn, anh có thể đàn cho em mỗi đêm cho em có thể yên giấc ngủ ngon. Nhạc sĩ người ta đưa ra những cái lời thiệt. Toàn ơi, em lấy cái điện thoại em đưa lên đằng trước. Bây giờ tập trung nè. Quyền của bé Nghi. Quan viên hai họ chuẩn bị sẵn sàng nhiệm vụ của mình nha. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 nhiều chuyện 1 gọi tín hiệu, tần số tình yêu đã xuất hiện rồi. Alo. Hello anh. Anh có thể quay qua em ôm em một cái được không? Trời liền luôn. Được. Quay lại. Trời ơi, nói cưng gì xin trời ơi xin ôm luôn. Dễ thương quá. Xứng đôi vừa lúa. Bữa đám cưng bưng cái đờn lên. Quay lại nói đi. Anh sẽ đờn cho em ngày đám cưới đâu, nói coi. Bây giờ tụi tôi không còn là à, gì anh đâu. Anh nghe nói là em biết hát đúng không? Hai đứa mình có thể thành một đôi cũng. Để ra hai đứa con lập một bên nhạc luôn. Cũng được ạ. Cho anh nắm tay một cái được không? Bây giờ làm gì nó nâng cấp lên, nó mới đi. Ừ. Cho hôn ngay má cái. Hôn má. Đó. Dễ thương không? Đám cưới có mời tôi với anh Hoàng không? Thì chắc chắn có rồi chị. Mời chứ lỡ bỏ không ai bà mối cũng tội nghiệp. Nhớ nha, chương trình rất là chu đáo. Tần số tình yêu đã làm hai cái tim bằng thủy tinh tặng cho hai em. Phải trân trọng, đừng để vỡ. Tới ngày đám cưới để lên cái đàn piano, bên kia để lên cái quầy bartender. Và nhớ là chị Việt Hương và anh Hoàng rapper hao công tổn sức. Đúng rồi, bao nhiêu công lực của tụi tôi. Cảm thấy cô đơn, hãy kiếm chị Việt Hương và anh Hoàng trong chương trình Tần số tình yêu sẽ được phát sóng hàng tuần vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Và chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.